hoảng hốt vì gặp rắn khổng lồ dài 16 mét. Đội công nhân sửa đường ở Linh Ninh, Trung Quốc khi đang làm việc đã tá hỏa phát hiện một con rắn khổng lồ dài hơn 16 mét và có độ tuổi khoảng 140 năm tuổi. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2014. Nhân viên lái xe ủi thuộc một tổ chức công trường ở huyện Tự Trị, dân tộc Mãn Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã phát hiện trên đất đóng còn lại một vết máu lớn. Khi nhìn kỹ còn phát hiện một vết vẩy tróc ra. Theo lời kể của tài xế xe ủi thứ ba, đội có 3 xe ủi, có 2 con rắn khổng lồ, trong đó một con rắn đã chết, còn một con nhỏ hơn đã kịp chạy thoát. Tài xế này cho biết, ngay đến công trường, anh đã cảm thấy lạnh người, gỡn sai ốc khi sắp ốm và định xin nghỉ, nhưng sợ cấp trên không cho phép nên lập cố tiếp. Khi đến lại gần xe của anh thì cảm giác như hai mắt, như có một vật gì chọc và như bị kéo ra ngoài, lồng ngực nhói và cảm giác như có tiếng gì bên tai. Trong lòng nặng trĩu, cổ khô và nghĩ đến việc bị ốm, định xúc xong sẽ nghỉ sớm. Mới nghĩ đến đó thì tài xế đã xúc xe đầu tiên khi thấy con rắn khổng lồ vội quỳ mọp xuống đất. Đầu dập lia lịa khiến hai tài xế còn lại hoảng sợ bỏ chạy, kêu người đến lôi tài xế đầu ra khỏi hiện trường. Trong lúc mọi người đang hô hào đến nơi tổ chức thi công 11 người, tài xế xe ủi số 1 nằm bất động cạnh con rắn khổng lồ, mọi người liên lạc tới cơ quan chức năng động vật hoang dã Thẩm Dương tới điều trị cho con rắn. Tuy nhiên, trên đường di chuyển con rắn khổng lồ được kết luận đã chết. Trong khi tài xế xúc phải con rắn vì quá kinh động đến nhồi máu cơ tim và thiệt mạng tại Đại Liên trên đường đưa tới Bắc Kinh điều trị. Theo chuyên gia động vật của cơ quan chức năng, sau khi kiểm chứng cho biết con rắn đã thiệt mạng là loài động vật gặp hiếm, toàn thân màu vàng, trên có mỏng vảy cứng, mang nọc độc, màu dài trên đầu. Chiều dài thân đạt ngưỡng 16,7 m và trọng lượng 300 kg và tuổi đời ngoài 140 năm tuổi. Ngoài ra, loài rắn này thường sống trong hang động và đi theo cặp, một đực một cái rất hiếm gặp. Nhiều cơ quan hợp giải quyết vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp để giải quyết vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng của anh thợ điện Nguyễn Cà Rê. Vào sáng nay, ngày 29 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Công an và Ủy ban thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp giải quyết vụ anh thợ điện Nguyễn Cà Rê, ngụ quận Ninh Kiều, đổi 100 USD, lấy gần 2,3 triệu đồng. Tại tiệm vàng Thảo Lược tại quận Ninh Kiều, cuộc họp trên do ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì. Sau cuộc họp, ông Thống thông tin với phóng viên đã giao cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời báo chí về cuộc phỏng vấn và cuộc báo thường kỳ này do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào ngày mai. Được biết, đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chấp nhận được đơn xin miễn, giảm nộp phạt của anh Rê. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao cho ngành chức năng có liên quan thẩm mỹ và thẩm tra hoàn toàn của người này và có đề xuất và xem xét sau đó. Trước đó, vào ngày 31 tháng 10, anh Rê đem 100 USD do người thân gửi cho anh đến tiệm vàng Thảo Lược để đổi ra tiền Việt. Sau khi nhận được số tiền 2,3 triệu đồng, anh bước ra khỏi tiệm vàng thì nhận được lực lượng công an chức năng giữ lại, lập biên bản và tịch thu số tiền trên. Đến ngày 4 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với anh Rê 90 triệu đồng. Còn tiệm vàng Thảo Lược bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, phạt 15 triệu đồng vì hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, phạt 30 triệu đồng vì hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Hình thức phạt tiệm vàng này là tịch thu 100 USD cùng với 20 viên kim cương và 19.910 viên hộp đá nhân tạo có giá trị 550 triệu đồng. Khi báo chí thông tin về vụ việc, dư luận cho rằng việc xử lý anh Rê là chưa hợp lý, quá trình xem xét, xử lý sai phạm tiệm vàng Thảo Lược còn một số vướng mắc chưa được làm rõ.
Cũng liên quan đến vấn đề trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, pháp lý của các việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phạt anh Rê 90 triệu đồng và có ý kiến cần thiết phù hợp, sau đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2018. Trồng cây Noel trên đất dốc, trái triệu cành, lãi 600 triệu một năm. Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1969 ở bản Ba Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, trồng 800 cây canh trong 2 hectare đất dốc. Sau khi trừ chi phí, bà Hoa lãi 600 triệu đồng mỗi năm. Tường cây cam canh, trái triệu cành, người ta nhìn thấy nói vui rằng cây canh canh không khác gì những cây thông Noel treo đầy đèn vàng. Thời gian vừa qua, đã có một số hộ dân sinh sống ở bản Ba Cốp, xã Vân Hồ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích nương vườn bạc màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa là hộ dân tiêu biểu tiên phong cho trồng cam canh trên 2 hectare diện tích nương rẫy, mỗi năm thu hoạch hàng trăm triệu đồng. Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, bà Hoa cho biết, tôi trồng cây cam canh trên đất dốc từ cuối năm 2014. Tôi mua cây giống cao 1,5m từ các nhà vườn lớn ở Hưng Yên về trồng để rút ngắn thời gian chăm sóc so với trồng cây giống con, để cho vườn cây cam phát triển tương đối. Tôi đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước khắp nương, thuận lợi cho việc tưới tiêu và tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển xanh tốt. Sau 2 năm trồng thì vườn cam của gia đình tôi bắt đầu cho quả bói. Về quy trình trồng và chăm sóc vườn cam, bà Hoa đào hố rộng 30cm, sâu 30cm, hàng cách hàng ngang là 3m và 4 phân chuồng, phủ một lớp đất mỏng rồi đưa cây sống xuống trồng. Bà Hoa hầu như không dùng thuốc trừ sâu hóa học hay chất bảo quản hóa học, chất kích thích trong trồng canh. Bà dùng chất phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng ủ mạc, ủ đậu tương cùng với ngô khoảng 7 tháng trong bể phốt, sau đó lấy nước bón cho vườn cam canh. Nhờ vậy, 2 hectare vườn cam canh của bà luôn sinh trưởng và phát triển tốt, cho đều quả hàng năm. Theo kinh nghiệm của bà Hoa, sau khi thu hoạch vụ quả, tôi cắt tỉa thành cành khô, còi cọc, để lại những cành khỏe mạnh để năm sau tiếp tục cho quả tiếp và tiếp tục bón phân, thúc đẩy phân NPK hữu cơ cho vườn cam canh. Cách làm này sẽ tạo điều kiện cho cây cam canh bù đắp những đầy đủ chất dinh dưỡng sau những thời gian nuôi quả. Ngoài ra, vào những thời điểm cây cam canh ra hoa kết quả, tôi ngâm trái tỏi ớt, giềng, xả cùng các nước khoảng một tuần, sau đó phun vào cây để chống sâu bệnh. Phương pháp này tôi học hỏi từ người quen ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sau rất nhiều hiệu quả, vườn cam canh luôn cho trái tốt và ngọt liệm, ít bị nám. Từ khi gia đình tôi trồng cam canh, kinh tế của gia đình tăng cao và cho thu hoạch gấp 8 lần so với trồng ngô, sắn trước đây. Đời sống kinh tế đã khấm khá lên hẳn, con cái tôi đều trưởng thành có nghề nghiệp ổn định, bà Hoa cho hay. Hiện tại, vườn nhà tôi có hơn 800 gốc cam canh, mỗi năm thu khoảng 25-27 tấn quả, bình quân 1kg cam canh. Tôi bán tại vườn với giá 20.000 đồng, cứ đến vụ thu hoạch cam, có rất nhiều tiểu thương và khách hàng ở Hà Nội, Hòa Bình gọi điện để xin đặt hàng trước, nhưng tôi chưa nhận lời ai cả, vì tôi sợ không có sản phẩm cung cấp đủ cho họ. Tôi ước tính năm nay vườn cam sẽ cho khoảng 30 tấn quạt và cho khoảng 600 triệu đồng tiền lãi, bà Hoa tự tin cho biết. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Hoa còn làm công ăn việc làm cho 5 người công nhân, mỗi tháng là 5 triệu đồng một người. Ngoài ra, bà còn mở xưởng sấy ngô và thu các loại mặt hàng nông sản tại địa phương để nâng cao thu nhập hơn cho gia đình. Sứ kiện hình thú thu hút khách. Những cây sứ qua bàn tay chăm sóc, tạo hình của nghệ nhân đã trở thành nhiều loại vật khác nhau, lạ mắt và có giá trị lên tới cả triệu đồng. Đó là những cây sứ thú của nghệ nhân Nguyễn Huy Hoàng, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo hình các loại cây này. Anh cho hay, để tạo một cây sứ hình thú phải mất ít nhất 6 tháng đến 1 năm mới có thể hoàn thành. Nhiều khách tham quan đến ngắm những hình cây thú kiện này đều rất thích thú.
qua bàn tay chăm sóc, các tỉa của anh Hoàng, nhiều con thú bằng chân thân hình cây sứ được ra đời với kích thước khác nhau, chẳng hạn như cây sứ hình con voi. Những con rùa, con rắn, con voi, con khỉ bằng cây sứ của anh Hoàng có thể từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Những cây hình thú được tạo ra từ những thân cây sứ khỏe khoắn ấn tượng đến người xem. Không chỉ có hình thức đẹp mà hoa của loại cây sứ nào cũng khá đẹp. Những con dê cũng được đặt hình điêu khắc. Anh Hoàng cho biết hòn non bộ sứ là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất của năm mà anh đã làm. Một con rùa bằng cây sứ có giá trị hơn 4 triệu đồng và cây sứ có hình con lạc đà hiện đang trên thị trường có nhiều người mua nhưng không được vì đây là cây sứ hình thân dễ hư và rất hiếm có.